Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội vào chiều ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Festival Huế 2024 và tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm nay. Dự và chủ trì buổi họp báo có Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Diễn ra từ ngày 7 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2024, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 có các hoạt động chương trình chính sẽ diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm với chương trình khai mạc tuần lễ Festival Huế 2024, lễ hội đường phố, sắc màu văn hóa, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, chương trình âm nhạc, đối thoại Trịnh Công Sơn gửi chúc di rất Huế, lễ hội ánh sáng, chương trình nghệ thuật khép lại tuần lễ Festival Huế 2024. Theo đó, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 hứa hẹn đem đến cho người tham dự những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa lịch sử và nghệ thuật, là nơi hội tụ những chương trình biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ tiêu biểu trong nước và quốc tế, giới thiệu nghệ thuật các mũi nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo, các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của 8 quốc gia đến từ các châu lục diễn ra hàng đêm tại các sân khấu ở Điện Kiển Trung, Thả Bình Lâu, Vương Thiệu Phương, Đại Nội Huế, các sân khấu cộng đồng, Bia Quốc Học, Công viên 3 tháng 2 và khắp tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 còn có các chương trình hoạt động đặc sắc khác như lễ hội Hoa Đăng, ngày hội ẩm thực chay Huế, ngày hội sóng nước Tam Giang. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, điều mới là trong tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 là tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả nhất các công trình kiến trúc trong Đại Nội Huế, đặc biệt là không gian Điện Kiển Trung, ngôi đại điện độc đáo bậc nhất Đại Nội Huế vừa được trùng tu. Với phương châm giữ cổ cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới, sự hội tụ tinh hoa tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền quốc gia gắn với giao lưu hợp tác văn hóa quốc tế, hướng đến sự tham gia của cộng đồng, Festival Huế 2024 sẽ tiếp tục khẳng định và quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra.